Xử lý thế nào người mặc sắc phục giống công an nổ súng cướp tiệm vàng ném cho người dân? Vụ nữ sinh Ninh Thuận tử vong, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khẩn trương điều tra. Xác định đối tượng chém luật sư nguy kịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện triệu chứng mới của người mắc bệnh đậu mùa khỉ. Dự báo thời tiết ngày 2 tháng 8, Hà Nội mưa lớn giảm dần. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, lấy của người giàu chia cho người nghèo, nghe thì giống như là việc chính nghĩa, nhưng thực chất đó là hành động cướp tài sản vi phạm pháp luật. Vụ việc đối tượng cầm vũ khí xông vào cướp tiệm vàng ở thành phố Huế rồi ném cho người dân là minh chứng rõ nhất. Đáng chú ý khi tiến hành vụ cướp, đối tượng mặc sắc phục giống công an, vậy xử lý thế nào trong trường hợp này? Trong 2 ngày vừa qua, thành phố Huế yên bình bỗng thành điểm nóng được nhiều người quan tâm bởi vụ việc nổ súng cướp tiệm vàng. Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 31 tháng 7, đối tượng Ngô Văn Quốc sinh năm 1984, trú tại thị xã Hương Thủy sử dụng súng AK, bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi trước chợ Đông Ba, phường Đông Ba, thành phố Huế, nổ súng chỉ thiên uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Tuy nhiên sau đó, Quốc đem số vàng này vứt ra vỉa hè cho người dân nhặt rồi di chuyển đến khu vực cầu xã hội. Sau khi nghe đại tá Đặng Ngọc Sơn, phó giám đốc công an tỉnh động viên, đối tượng Quốc đã giao nộp vũ khí và xin đầu thú. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng hành vi của Ngô Văn Quốc thể hiện sự manh động, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội và gây nguy hiểm tới tính mạng của người dân xung quanh. Theo luật sư Cường phân tích, thông thường những tên cướp vàng hay che giấu thân phận, cố gắng cướp số lượng lớn tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Còn đối tượng Quốc lại mặc trang phục công an, cướp tiệm vàng rồi vứt ra đường để người khác nhặt, nên cần trưng cầu giám định tâm thần để làm rõ nhận thức, năng lực điều khiển hành vi của người này ở thời điểm gây án. Trường hợp xác định Ngô Văn Quốc có đầy đủ năng lực và khả năng điều khiển hành vi, thì hành động dùng súng cướp tiệm vàng của nghi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị phạt tù 3 đến 10 năm. Trường hợp giá trị tài sản bị cướp từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt sẽ là 7 đến 15 năm tù. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ khẩu súng nghi phạm sử dụng có phải vũ khí quân dụng hay không. Nếu có căn cứ cho thấy đây là súng quân dụng, Quốc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo Điều 304 Bộ Luật Hình sự, mới khung hình phạt 1 đến 7 năm tù. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, Ngô Văn Quốc là cán bộ công an làm việc tại trại giam Bình Điền, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Đối tượng này có dấu hiệu tâm lý bất thường dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Luật sư Cường nói, nếu xác định chính xác Quốc là người đang công tác trong lực lượng công an, nghi phạm sẽ bị áp dụng biện pháp kỷ luật là tước danh hiệu công an nhân dân trước khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong khi đó, luật sư Hoàng Trọng Giáp, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Luật Hoàng Sa phân tích, đối với hành động mang vàng ném cho người dân của Quốc không làm mất đi mục đích chiếm đoạt của người phạm tội. Còn những người dân nhặt vàng của nghi phạm ném ra là hành vi vi phạm pháp luật, vì vậy họ phải trả lại vàng nhằm tránh những rủi ro pháp lý. Theo luật sư, những người nhặt được vàng nếu không trả lại có thể bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản hoặc chiếm giữ trái phép tài sản của người khác. Khung hình phạt là phạt tiền 2 đến 3 triệu đồng. Mức phạt này quy định tại Điều 15, Nghị định 144/2021 của Chính phủ. Trường hợp giá trị tài sản từ 10 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản, theo các Điều 176, 172 Bộ Luật Hình sự. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang đấu tranh, điều tra, làm rõ động cơ của đối tượng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật chứ chẳng phải việc nghĩa như nhiều người vẫn bàn tán. Đối tượng sẽ khai gì với cơ quan điều tra, đối tượng có được giám định tâm thần rồi mới tiếp tục xử lý hay không. Tất cả những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật trong video tiếp theo. Thưa quý vị, ngay sau khi nhận được đơn khiếu nại của ông Hồ Hoàng Hùng, bố của nữ sinh tử vong về việc có sự sai lệch trong kết quả điều tra vụ án, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã yêu cầu các bên liên quan giải quyết. Do tính chất nghiêm trọng phức tạp của sự việc và có khá nhiều người dân đồn đoán, kết quả điều tra lại lần này được yêu cầu phải hết sức công tâm, chặt chẽ, chính xác, tuân thủ theo pháp luật. Vụ tai nạn giao thông của nữ sinh lớp 12 Ninh Thuận, trường chuyên Lê Quý Đôn, gần đây thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhận thấy kết quả điều tra sơ bộ không đúng với thực tế, bố của nữ sinh đã nộp đơn khiếu nại, yêu cầu xác minh lại. Mới nhất, ông Phan Tấn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký văn bản giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Y tế và các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét các nội dung đơn của ông Hồ Hoàng Hùng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo điều tra xác minh chặt chẽ, kỹ lưỡng, chính xác đối với kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nữ sinh Hồ Hoàng Anh. Ông Phan Tấn Cảnh yêu cầu xem xét các nội dung được ông Hồ Hoàng Hùng nêu cụ thể trong đơn để xử lý vụ việc đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định pháp luật. Kết quả điều tra xác minh được yêu cầu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trước ngày 10 tháng 8. Theo đơn khiếu nại của ông Hồ Hoàng Hùng, con gái ông là Hồ Hoàng Anh đã tử vong sau khi va chạm với ô tô mang biển số 85A07407 do ông Hoàng Văn Minh, 36 tuổi, cán bộ Trung đoàn 937 điều khiển. Vụ tai nạn xảy ra sáng 28 tháng 6 trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Nữ sinh bị văng về phía trước khoảng 4 mét, va vào cột điện tử vong. Clip nhà dân ở hiện trường ghi lại cho thấy sau khi tai nạn, người đàn ông trên ô tô bước xuống bình thản, tay trái vẫn cầm điện thoại để nghe. Đến ngày 13 tháng 7, gia đình ông Hùng nhận được thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm cho biết, kết quả kiểm tra nồng độ cồn của cháu Hồ Hoàng Anh là 0,79 mg trên 100 ml máu. Không đồng tình với việc thu thập mẫu máu của cháu Hoàng Anh mà không có sự chứng kiến của gia đình và các cơ quan chức năng như Viện Kiểm sát Nhân dân, người làm chứng, ông Hùng yêu cầu tiến hành giám định đối chiếu mẫu máu mà cơ quan y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm và mẫu máu của gia đình để xác định có phải là máu của cháu Hoàng Anh hay không. Cha nữ sinh cũng yêu cầu có biện pháp xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự những người đã cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Gia đình đặt vấn đề, vì sao một học sinh đến trường lúc 7 giờ sáng lại có nồng độ cồn 0,79 mg trên 100 ml máu. Gia đình cũng yêu cầu tiến hành giám định, đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận xét nghiệm và vì sao lấy mẫu máu mà không có sự chứng kiến của gia đình, người làm chứng, nhân thân hay Viện Kiểm sát. Vụ việc này cuối cùng sẽ đi đến đâu? Gia đình nữ sinh có đòi lại công bằng tới cùng cho con gái, đặc biệt với sự vào cuộc quyết liệt từ phía Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Hy vọng công an và các đơn vị liên quan sẽ lật lại vụ án, điều tra, trả lời toàn bộ những khúc mắc về sự ra đi bất ngờ của nữ sinh Hoàng Anh. Nếu ai theo dõi vụ tỉnh thất Bồng Lai, chắc chắn còn nhớ câu chuyện hai luật sư của ông Lê Tùng Vân bị hành hung khi kết thúc phiên tòa. Thế mới nói, nghề luật sư cũng là một nghề nguy hiểm không kém. Có không ít những vụ việc các luật sư sau khi bước chân ra khỏi tòa án bị chặn đường hành hung. Mới nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, một luật sư đã bị truy sát phải cấp cứu khẩn cấp. Hiện công an đã xác định được đối tượng và đang tiến hành truy bắt. Khi tìm kiếm cụm từ luật sư bị hành hung, đáng buồn thay, có hàng trăm nghìn kết quả hiển thị về những vụ việc xảy ra. Trên con đường bảo vệ công lý, các luật sư không thể tránh khỏi những ánh nhìn gièm pha, thậm chí bị hành hung, truy sát chỉ vì bào chữa cho các bị cáo theo dư luận là có tội. Mới nhất ngày 1 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra, truy xét đối tượng chém luật sư Trịnh Văn Hoàn, sinh năm 1981, quê huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, nguy kịch xảy ra trên địa bàn. Hiện công an đã xác định được đối tượng và đang khẩn trương vây bắt. Được biết, luật sư Trịnh Văn Hoàn từng công tác tại Công an phường 4 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang với cấp hàm đại úy. Sau đó ông Hoàn đã xin nghỉ việc và ra làm luật sư cho một công ty luật thuộc Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh và có văn phòng tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Trước đó, chiều 31 tháng 7, luật sư Hoàn được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu, trên người có vết chém. Đến 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân có mạch trở lại đã được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp tục cấp cứu điều trị. Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã bật quy trình báo động đỏ để cấp cứu bệnh nhân. Luật sư Nguyễn Văn Trung, chủ nhiệm Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin luật sư Trịnh Văn Hoàn bị chém và đang phối hợp sát sao với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc. Nhiều người nói, nghề luật sư chỉ dành cho những người thực sự bản lĩnh bởi có phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, từ khách hàng đến cơ quan tố tụng. Ngoài ra phải là một bác sĩ tâm lý, làm sao vực dậy tinh thần cho những người vướng phải vấn đề pháp luật để họ tin tưởng luật sư, tin tưởng pháp luật và ánh sáng công lý. Hy vọng cơ quan chức năng sớm bắt được đối tượng và điều tra làm rõ vụ việc trên. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vào rạng sáng ngày 1 tháng 8, người dân trên sông Ròn đã phát hiện một chiếc tàu cá bất ngờ bị bốc cháy dữ dội, cháy lan nhanh chóng sang nhiều tàu xung quanh. Thật may mắn là vụ tai nạn không gây thiệt hại nào về người. Hiện công an và lực lượng chức năng địa phương đang tiến hành điều tra và xác định nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào ban ngày đã rất khó khăn để cứu hộ, cứu nạn, nhưng nếu xảy ra vào ban đêm, công tác dập lửa càng khó khăn hơn. Trong khi đa phần mọi người đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì khoảng 3 giờ ngày 1 tháng 8, người dân và các chiến sĩ cả biên phòng đang phải vượt qua thử thách để dập tắt đám cháy từ những con tàu đánh cá, giảm thiểu tối đa thiệt hại. Một ngọn lửa từ tàu cá đang neo đậu trên sông Ròn thuộc xã Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình trong tích tắc đã bùng lên và thiêu rụi nhiều tàu bên cạnh. Bước đầu xác định các tàu bị lửa thiêu rụi gồm tàu cá QB 93628TS của ông Phạm Ngọc Hưng, sinh năm 1979, tàu QB 93426TS của ông Lê Mạnh Cường, sinh năm 1983, tàu QB 93685TS của ông Phạm Ngọc Hùng, sinh năm 1985 và tàu QB 33194TS của ông Lê Ngọc Dũng, sinh năm 1983, đều ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, một số người dân khu vực đó phát hiện hô hoán mọi người đến dập lửa, cứu tàu, nhưng ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Họ chỉ di chuyển được một số tàu cá gần đó, rời xa hiện trường vụ cháy để tránh thiệt hại cho các ngư dân khác. Ngay sau khi nhận được thông tin, đồn biên phòng Ròn, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động 10 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân khẩn trương dập lửa. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, lúc đó có gió khá lớn. Trên các tàu đều còn chứa lượng dầu nhiều, có bình ga nên đám cháy nhanh chóng bùng mạnh. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 3 tàu cá, chiếc tàu còn lại của ông Lê Mạnh Cường được cứu kịp thời, hư hỏng một phần. Rất may vụ cháy này không gây thiệt hại về người. Hiện tại cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đang điều tra tìm nguyên nhân của vụ cháy này. Ước tính vụ hỏa hoạn các tàu cá trên sông Ròn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lên tới hàng tỷ đồng. Việc 4 tàu cá bốc cháy còn lấy đi kế sinh nhai của hàng chục ngư dân bám biển. Được biết, 4 chiếc tàu cá này có công suất từ 400 đến 700 CV và thường xuyên ra khơi đánh bắt hải sản. Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã Cảnh Dương đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên 4 chủ tàu bị thiệt hại do hỏa hoạn. Thưa quý vị, dư luận còn chưa hết bàng hoàng về vụ tông liên hoàn ở quận Hà Đông, thì ngày 31 tháng 7, một vụ tông liên hoàn khác lại xảy ra tại Hải Phòng khiến cho nhiều người bị thương nặng. Hiện danh tính tài xế đã được xác định. Gần đây, những vụ việc đâm liên hoàn xảy ra liên tiếp khiến nhiều người hoang mang khi ra đường. Thậm chí có thể xảy ra tai nạn rủi ro, ngay cả khi đang dừng đèn đỏ hay đứng trên vỉa hè. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 31 tháng 7, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 15A18565 di chuyển hướng chợ Sắt cũ, cầu Lạc Long với tốc độ cao đã đâm vào một xe máy tại ngã tư chợ Sắt thuộc phường Phan Bội Châu. Tiếp đó, chiếc xe ô tô này lao đi, đâm liên tiếp thêm nhiều xe máy và ô tô khác. Chỉ đến khi lao lên vỉa hè rồi đâm vào nhà số 22 Tam Bạc thì xe ô tô mới dừng lại. Tại hiện trường, nhiều xe ô tô cùng nhiều xe máy bị hư hỏng nặng, trong đó có 4 xe máy bị xe ô tô đâm bay lên vỉa hè, cả đoạn đường dài toàn mảnh vỡ của các phương tiện. Sau vụ tai nạn liên hoàn, đã có nhiều người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ngày 1 tháng 8, tài xế lái xe ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn ở Tam Bạc, Hải Phòng đã làm việc với cơ quan công an. Theo đó, danh tính tài xế được xác định là Phạm Trung Sơn, sinh năm 1988, trú tại Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng. Quá trình xét nghiệm nhanh, tài xế có kết quả âm tính với chất cấm và không ghi nhận nồng độ cồn trong cơ thể. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc. Các vụ đâm liên hoàn xảy ra là hồi chuông cảnh báo cho những tài xế đang điều khiển các phương tiện giao thông trên đường. Dù không sử dụng rượu bia hay chất cấm, nhưng chỉ một phút lơ là không làm chủ tốc độ có thể gây ra những vụ tai nạn nguy hiểm cho bản thân và cả những người xung quanh. Vì vậy, khi điều khiển phương tiện giao thông, các tài xế cần ý thức rõ hơn về trách nhiệm đảm bảo an toàn của mình. Thưa quý vị, bệnh đậu mùa khỉ vẫn đang không ngừng lây lan tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài các triệu chứng như sốt, phát ban, nhìn giống như là mụn nước, sưng hạch, bạch huyết, mới đây, nhóm chuyên gia ở Anh đã nghiên cứu hàng trăm bệnh nhân nam và đưa ra kết luận bất ngờ về triệu chứng mới của bệnh đậu mùa khỉ. Các triệu chứng này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Liên quan đến những nghiên cứu về bệnh đậu mùa khỉ, nhóm chuyên gia ở London, Anh mới đây đã công bố kết quả ngày 27 tháng 7. Theo đó, giáo sư Julia Biliska và cộng sự đã nghiên cứu các triệu chứng của 197 bệnh nhân, tất cả đều là nam giới, xét nghiệm dương tính với virus đậu mùa khỉ tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm thành phố từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2022. Trong số các bệnh nhân, 71 người bị đau trực tràng và 31 người bị sưng dương vật. Tất cả các bệnh nhân đều có một số dạng tổn thương trên da hoặc niêm mạc như ở miệng hoặc bộ phận sinh dục. Thông thường, đậu mùa khỉ thường gây ra phát ban giống với thủy đậu lan rộng, tiến triển thành mụn nước chứa đầy dịch và cuối cùng đóng vảy. Tuy nhiên, trong số 22 người tham gia, chỉ 1 người bị phát ban. Ngoài ra, 9 người bị sưng amidan. Đây là triệu chứng đậu mùa khỉ không điển hình. Mặc dù một số tổ chức y tế thế giới như CDC Mỹ hay WHO không công nhận đau trực tràng, xương dương vật, tổn thương đơn lẻ hoặc xương amidan là triệu chứng đậu mùa khỉ, nhưng y tế Anh đã thêm tổn thương đơn lẻ bộ phận sinh dục, hậu môn và khu vực xung quanh, viêm vòi trứng, đau hoặc chảy máu trực tràng và danh sách các biểu hiện đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, chưa rõ vì sao đậu mùa khỉ gây ra các triệu chứng mới ở một số người. Vì vậy, cần nghiên cứu thêm để biết đó có phải là một sự thay đổi tự nhiên hay do phương thức lây truyền. Trong các công bố trước đó, các chuyên gia y tế cũng phát hiện điều tương tự. Các bệnh nhân đều có nhiều tổn thương ở vùng sinh dục, hậu môn hơn bình thường. Các chuyên gia đều đồng ý rằng cần thời gian và thêm nhiều nghiên cứu để xác định chính xác những triệu chứng của đậu mùa khỉ. Có thể nói, trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ lần này, có khá nhiều các nhà khoa học đưa ra những quan điểm trái chiều nhau. Tuy nhiên, mọi triệu chứng đều cần được xem xét, tránh nguy cơ bị bỏ sót. Nguyên nhân là do bệnh có thể bắt chước các bệnh lây truyền qua đường tình dục như HPV, HIV, giang mai. Ngoài Covid-19, đậu mùa khỉ hay sốt xuất huyết, gần đây bệnh cúm mùa cũng đang trở thành mối lo ngại. Vì thế, trước tình trạng các ca nhiễm bệnh truyền nhiễm tăng nhanh, Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp. Hình ảnh người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đã trở thành hình ảnh quen thuộc từ khi dịch Covid-19 diễn ra. Hình ảnh này vẫn sẽ còn được tiếp diễn trong bối cảnh các bệnh liên quan đến đường hô hấp đang ngày càng diễn biến phức tạp với các ca mắc tăng nhanh. Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, số ca mắc bệnh Covid-19 có xu hướng tăng trở lại trên cả nước với sự xuất hiện của một số biến thể mới của chủng Omicron có khả năng lây lan và khả năng lẩn tránh các hệ miễn dịch cao hơn. Bên cạnh đó là dịch bệnh cúm mùa, sốt xuất huyết và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương và đơn vị cần chủ động tăng cường các biện pháp phòng chống, không để dịch chồng dịch. Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm trong thời gian gần đây, số trường hợp mắc hội chứng cúm hiện nay không có sự khác biệt so với những năm trước đây. Tuy nhiên, số nhập viện có xu hướng gia tăng tại một số bệnh viện tuyến cuối, trong đó phần lớn là các trường hợp nhiễm cúm A, không phải chủng độc lực cao. Để tránh dịch chồng dịch, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng chống dịch COVID-19, cúm và bệnh dịch đường hô hấp. Trong văn bản hỏa tốc về tăng cường phòng chống dịch bệnh đường hô hấp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022, trong đó chú trọng đến cúm mùa, COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp khác. Các đơn vị y tế tăng cường giám sát phát hiện sớm, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm khi có trường hợp nghi ngờ. Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị và địa phương tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống cúm mùa như thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi. Người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị mà cần phải tuân theo chỉ định và hướng dẫn của cán bộ y tế, tăng cường chất dinh dưỡng, tập thể dục nâng cao thể trạng và đặc biệt là lợi ích của việc tiêm vaccine phòng bệnh. Tuyệt đối không chủ quan coi thường mà cần theo dõi thông tin y tế thường xuyên trên các kênh tin tức chính thống để có được biện pháp phòng ngừa phù hợp. Sau đây là những cập nhật về tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 8. Mưa to tại khu vực Hà Nội có xu hướng giảm dần, còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân cần chú ý mang theo ô hoặc là áo mưa khi di chuyển. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, thời tiết Hà Nội ngày 2 tháng 8 vẫn có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhưng mưa có xu hướng giảm dần. Sáng và chiều ngày 2 tháng 8, thời tiết khu vực Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nhưng mưa có xu hướng giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 31 đến 32 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 76 đến 79%. Giữa trưa, chỉ số UV đạt ở mức độ 12 và có nguy cơ gây hại rất cao cho làn da và sức khỏe. Do đó cần hạn chế ở ngoài trời trong thời gian ban trưa, nên ở dưới bóng mát hoặc che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng, đeo kính râm là bắt buộc. Thời tiết khu vực Hà Nội về đêm có mây, sau đó có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Nhiệt độ về tối và đêm nằm trong khoảng 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình đạt ở mức 86 đến 89%. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 2 tháng 8 có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa to. Ban ngày, thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều có mưa vừa mưa to, trưa chiều trời nắng. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày khoảng 30 đến 31 độ, độ ẩm trung bình dao động trong khoảng 84 đến 86%. Trưa ngày 2 tháng 8, chỉ số UV tại thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt mức độ 3. Mức độ này có nguy cơ gây hại trung bình cho làn da và sức khỏe, nhưng vẫn nên ở dưới bóng mát. Trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi có nắng gắt. Về đêm, thành phố Hồ Chí Minh có mây, thỉnh thoảng có mưa rào hoặc mưa rông vài nơi, nhưng lượng mưa có xu hướng giảm dần so với buổi chiều. Nhiệt độ buổi tối và đêm giảm xuống còn khoảng 25 đến 26 độ, độ ẩm trung bình phổ biến từ 88 đến 93%. Trong những ngày nắng nóng, chỉ số tia UV thường rất cao, vì vậy quý vị không nên bỏ qua việc che chắn cẩn thận, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, chiều tối nhiều khả năng xuất hiện mưa rào và dông, quý vị nên trang bị những vật dụng cần thiết để tránh mưa khi di chuyển, nên tránh trú vào những nơi an toàn nếu mưa dông quá lớn. Những thông tin về tình hình thời tiết tại hai thành phố lớn vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.